Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin kính chào đạo tràng. Vì không thấy ai, không lẽ là để cho đạo tràng của mình lặng lẽ hoài hay sao? Thiệt ra thì sức khỏe này nó cũng càng ngày nó càng yếu chứ không có tốt gì. Với lại hôm qua đó tôi muốn tối ngày nên là bữa nay nó quá đừ. Tôi chia rẽ một cái đoạn bốn câu ở trong bài Cảm Tác mà đồng đạo đó nêu lên trước đó, còn tư tính thì nêu sau. Bây giờ cái nào trước là mình chia sẻ trước đi. Bốn câu ở trong đó nghĩa là ít ai nghe rõ giọng đờn của người dứt bỏ quán ơn cõi phàm, ngày hằng với ngũ quy tam, sắc không không sắc, tánh phàm đổi thay. Của đồng đạo Nhất Chi Mai. Thưa với quý vị, cái câu này đó ít có ai mà hỏi lắm, chỉ có những cái nhà nghiên cứu thì hỏi thôi. Còn nếu hai nữa đó là cái người đã hiểu rồi muốn thử cái đồng đạo mình nó có nghiên cứu về cái vấn đề sắc không hay không. Còn không thôi thì người ta hỏi nguyên một cái đoạn, nhưng mà cái điểm quan trọng là theo cái ý nghĩa bài. Vì vậy mà xuất xứ cái bài này đó là cái bài Cảm Tác. Đức Thầy viết ngày 29 tháng 6 năm Nhâm Ngũ, viết ở Bạc Liêu á. Nguyên cái bài là 97 câu, 679 chữ. Thì xuất phát cái bài này đó là do nơi cái ông Nguyễn Văn Ngọ, ông hiểu lầm Đức Thầy. Vì ông muốn kết thông gia với ông Chí Giỏi, nhưng mà con ông Chí Giỏi không đồng ý. Và không biết cái tình thế như thế nào đó, mà lúc đó thì lại ông Ngọ ông mới nghi là Đức Thầy cản trở cái việc hôn nhân này. Cho nên ông đi nói với người ta vậy vậy á. Vì vậy mà động đến tâm từ của Đức Phật, cho nên Ngài mới thố lộ ra cái bài gọi là Cảm Tác, để nói lên cái nỗi lòng của cái người đắc đạo. Cho nên thế gian đó khó mà thông cảm được với những vị siêu phàm ấy. Mà vị siêu phàm thì lúc nào cũng dùng đủ phương tiện để mà dạy chúng sanh, mà chúng sanh thì quá ngang ngạnh. Thế nên viết cái bài này vừa cảnh tỉnh cho ông Chí, ông Ngọ và hầu hết chúng sanh. Ngài mới vô đầu, Ngài nói ngồi mà ngẫm nghĩ chuyện xưa. Hồi đó tới giờ, chuyện xưa tức là chuyện hồi xưa cho tới ngày nay, thánh hiền chẳng biết sao vừa lòng dân. Tới thánh hiền mà là không biết cách nào cho vừa được cái lòng của chúng sanh ở trên cái cõi ta bà nữa chứ. Bởi vì cái người này ý này, người khác ý khác, người nọ ý nọ, cho nên không có cái gì vừa ý cho nó. Hãy nói thuận với cái ông này đó thì bị nghịch với ông kia, thuận với ông kia thì nghịch với ông nọ. Vì vậy mà ông Phật xuống mà còn làm không vừa được lòng dân đó, thì mình không bao giờ mà mỗi người đều thương mình hết được. Đem thân mà rước nợ trần đâu khéo trần ngần chung ra. Đem cái tấm thân của ông Phật các bạn á thị hiện xuống đây để mà ông rước bỏ cái nợ trần, tức là làm cho chúng sanh tiêu hết nghiệp, dạy chúng sanh tu tập để mình diệt hết tất cả các nghiệp ác, trở lại cảnh an vui. Vậy đó mà chúng sanh không biết, không hiểu gì chứ. Nợ trần nó biết trần ngần chung ra, ăn nào cũng như ông nấy.
Thế mà sanh ra rồi thì cứ đi y như một cái kiểu đó. Nghiệp trả chưa xong thì tạo nghiệp khác. Vì vậy là phải bị luân hồi trong sáu cõi. Cho nên nhìn đời lụy muốn ứa xa, thấy chúng sanh thì thương quá mà ra nước mắt, tức là khóc, động lòng của Ngài, thương quá thương đi. Cho nên Ngài lụy muốn ứa xa đó, tội nghiệp lắm. Tại sao vậy? Là vì không ai biết, không ai biết Ngài là Phật, không ai biết con đường giải thoát, không ai biết Niết Bàn, không ai biết Cực Lạc, toàn là biết thế gian không. Cho nên thế gian đuôi tối nửa ma nửa người, chưa được chọn làm người nữa. Có phần nửa được người, còn phần nửa đó thuộc về ma. Muốn reo lên một tiếng cười nhưng lòng chẳng nỡ khi người mê si. Thấy thiệt là tức cười, người mà đã mang cái thân người mà không được lòng người, nó có nửa phần người còn nửa phần ma. Vì vậy là muốn cười nhưng mà thôi, lòng không nỡ khi cái người mê quá sức rồi, mê si quá cỡ, đâu thông pháp luật từ bi, không có biết được cái ông Phật từ bi chỉ cho ông Phật đó, là đức thầy mình đó, đâu có thông cái Phật pháp của ông. Gắn cái tăng sĩ làm chi sự đời, ai đời nghĩ coi dám nói là đức thầy có tình ý với con chi giỏi. Gắn chi tăng sĩ làm chi sự đời, lòng ta con thuyền Bát Nhã xa khơi. Cái lúc này là cái lúc ông Phật Bát Nhã đây cũng chỉ cho ông Phật, tức là trí tuệ của thầy đó, thầy trí Bát Nhã tức là cũng là Phật đó, xa khơi tức là bị dời khỏi hòa hảo, đưa đi xuống Bạc Liêu, đưa đi Châu Đốc, rồi đưa đi Sa Đéc, rồi đưa xuống Sà No, rồi qua xuống Cần Thơ, rồi ra nhà thương Chợ Quán, bây giờ trở về Bạc Liêu. Đi xa dầu cho sóng gió rã rời cũng cam. Con thuyền Bát Nhã ra khơi khỏi nhà rồi thì bao nhiêu sóng gió dồn dập, tức là ai muốn nói gì nói, như cảnh này cảnh kia khổ nọ dồn lại, muốn nói gì cũng được, cũng cam, tức là cũng chịu được hết trơn, không sao hết trơn. Thường nhân là tánh tục hàng, cái người thường không biết gì trơn á, cái tánh nó mê muội, cái tánh phàm phu không hiểu gì ông Phật ông Thánh trơn, cho nên nói bậy nói bạ, biết đâu tội phước lượng đàm tương lai, không có biết gì sau này sao cả. Nói như vậy đó, bây giờ mang cái tội mà chưa thấy cái tội không sợ không biết, thì sau này mới quảng kinh. Cho nên tình trường đầy giấy thi hài, hồi đó tới giờ trong cái tình trường tình nghĩa đó, tình này tình nọ chết không biết bao nhiêu rồi, bỏ xác không biết bao nhiêu rồi, mà lạ gì chẳng biết những bài học xưa. Hồi đó tới giờ đó là cũng vì tình không đó mà chết lạng đã mà không biết gì. Hồi xưa người ta còn ghi chép lại cho mình học hỏi đặng mà mình ngăn ngừa, mình không biết gì hết trơn. Rồi đây thầy mới 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 thố lộ thêm là thánh nhân còn hãi răng chưa, đó là chỉ cho cái đạo nhân đó mà còn không được làm như vậy nữa, không có được tình ý lén lút như vậy nữa, huống chi Phật đạo tam thừa quy mô. Cái đạo Phật nó còn mạnh hơn, quy mô là gom lại làm cho nó thật mạnh, cũng như là đại quy mô đó. Hồi đó thường thường ta xài là hành quân đại quy mô, gom hết tất cả lực lượng, cho nên mạnh lắm, đại quy mô đánh Điện Biên Phủ. Sa môn chí những tín đồ, cái sa môn là cái người xuất gia, mà tín đồ là cái người tại gia. Sa môn chí những tín đồ, mai dông cản mối tựa hồ gớm ghê. Đức Phật cấm cái giới đó dữ lắm, chứ mai dông đó tức là dẫn mối cho người, hai người gặp nhau, mà cản mối là ngăn ngăn chặn. Ở trong nhà Phật có mô nhân giới, không cấm tiệt, không cho làm ma. Vì vậy mà Đức Thầy nhắc lại đó, sa môn chỉ những tín đồ mai dông cản mối, không có quyền làm mai mà cũng không có quyền ngăn chặn người ta nữa. Tại sao? Tại vì đó, một, nếu mà mai dông cho hai người gặp nhau đó thì gây nghiệp trần mê, phải làm sao cho người ta giác ngộ, người ta tu đằng này để mà kết duyên, để cho người ta gây thêm cái nghiệp trần nữa. Đó là mai dông. Mà cản mối thì sao? Cản mối thì ta có duyên có nợ kiếp trước chứ, lên đây đặng người ta trả. Nhưng mà mình ngăn chặn lại thì hai là tan nát phu thê một đời. Vì thì không có quyền rớ tay vô một cái việc làm mai hay là cái cản mối, không có ngăn cản như vậy. Vì vậy mà đây là muốn nói rõ lên cho cái ông ngõ biết rằng, Đức Thầy vậy, lòng ta trong sạch người ơi,
không có kiểu đó, bởi vì ông là ông Phật. Dài dài xuống mới biết ông là ông Phật. Người sao chẳng xét lượng lời phi ngôn, không chịu xét cho kỹ ông Phật mà lại đi nói quấy như vậy. Lời phi ngôn là cái lời nói vô nghĩa. Cờ nguy, ngựa chốt đánh dồn, thấy pháp nó dời chỗ này chỗ nọ, cái rồi bắt chước, ăn hiếp thầy nữa. Cho nên dồn dập tới, trước sau cũng chữ dông tồn an nguy. Không có sao đâu, trước và sau cũng là nằm ở trong cái định luật nhân quả thôi, chứ không có gì khác hết. Sống chết, an nguy đều cũng vậy hết. Tức là dông tồn là sống hay là chết, còn an nguy cũng vậy nữa, được an ổn hay là nguy hiểm, không sao hết. Tỏ lời tâm quyết lâm ly. Lâm ly là cái tiếng này nghe nó mùi mẫn mà nó thấm sao đâu. Mong ai ngộ nhận quyết nghi duyên trần, trách làm ma nghiệp vào thân. Đừng có suy nghĩ không tới, không hiểu, không biết, không có xác minh cho kỹ để rồi trách thầy. Mang cái nghiệp nặng lắm. Trách nhầm cái ông phàm đấy ha thì còn đỡ, nhưng mà trách ông Phật đó thì xuống địa ngục dễ dàng. Cho nên trách làm mang nghiệp vào thân, chỉnh e giai giác thánh thần chép biên. Cái lời ông nói như vậy không có mất đâu, có hai bên giai giác biên chép ở trên đó. Sau này ông sẽ chịu một cái quả báo khủng khiếp. Phận ta nói gót Phật tiên, đây là chỉ ngày Đức Thầy đó. Phận của Đức Thầy đó là nói theo gót của Đức Phật, ngợi khen cũng mặc, mà điêu quyền cũng thay thôi, thì khen chê gì cũng mặc, không có cần hổng màng tới. Thương đời phải chịu đắng cay, thân danh chẳng quản trong gai chi sờ. Rồi mới tới nè, ít ai nghe rõ giọng đờn. Cái giọng đờn tức là chỉ cho cái lời pháp của Đức Thầy. Có chỗ Thầy nói đó, đờn ta vốn thiệt không dây, cũng là cái lời thuyết pháp mà tạm tạm tỷ dụ như cái tiếng đờn vậy đó. Nhưng mà bị vì cái tiếng cái lời nó pháp chứ đâu phải cây đờn thiệt mà có dây. Vì vậy mà ít có người hiểu được cái lời pháp của Đức Thầy đó. Ít ai nghe rõ giọng đờn là ít có ai nghe được cái lời pháp của Đức Thầy, tức là của người rứt bỏ quá ơn cõi phàm, không còn cái ân quán ở cõi phàm nữa, là cái người này sống ra vượt ra ngoài ranh giới của phàm phu, không có còn bỏ, đã bỏ hết cái tâm phàm rồi, không còn nữa, tức là Phật đó. Đừng nói ngài hằng giới ngũ quy tam, là ngài hằng giới ngũ là ngũ giới, mà quy tam là tam quy. Tam quy ngũ giới thì chỉ không phải quy y tam bảo mà giữ năm giới, mà là ngũ giới tam quy này là giữ cái đạo, truyền đạo cho chúng sanh thọ tam quy ngũ giới, tức là cho chúng sanh quy y để mà tu tập. Bởi vì ngày nào Đức Thầy cũng lo ngài hằng, tức là không có ngày, không có giờ phút nào mà không có lo đến cái việc cứu độ chúng sanh cả, không có lo cái việc truyền bá cho nó chúng sanh quy y giờ nào cũng được. Cho nên gọi là ngài hằng. Giới ngũ quy tam là quy y theo đó để mà tu tập. Chứ còn Thầy mình là Phật rồi, vì vậy mà sắc không không sắc, nhờ đạt được cái lý sắc không không sắc cho nên tánh phàm mất hết, gọi là tánh phàm đổi thai. Mà ở trong này đó có hỏi lý sắc không là gì, sắc không không sắc là như thế nào. Nếu mình bàn theo cái lý Bát Nhã đó, thì sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nguyên văn như thế này nè: Quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khẩu ách. Xá Lợi Tử: Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt cũng như thị. Sắc không, không sắc. Đức Thầy có chỗ nói đó là sắc không, không sắc chớ lìa xa trong bài Tỉnh Bạn Trần Gian. Thì sắc không, chớ không sắc ở đây chỉ cho cái người chứng đạo. Tại sao? Tại vì chứng được cái lý sắc không này, soi phủng hết tất cả các cái tướng ngũ uẩn không có thật, như vậy mà gọi là vô ngã. Mà vô ngã tức là Phật. Sắc không không sắc, chứng được cái lý này cho nên không còn phàm tánh nữa. Tại sao? Tại vì sắc á, nó giống nó bất dị không, rồi nó giống cái không. Không bất dị sắc là cái không nó giống hệt cái sắc. Rồi mới sắc tức thì không, tức cái sắc tức là không đó. Mà cái không không tức thì sắc, tức là không là sắc đó. Vậy thì hai cái này nó nếu rời nhau một cái thì còn phàm phu, còn bị chấp một bên. Mà đạt được cái lý sắc không không sắc thì mới là đi vào thẳng ở trong con đường trung đạo. Tại sao vậy? Là vì ở trong cái sắc nó có cái không,
trong cái không lúc nào nó cũng có cái sắc, hai cái này không thể rời nhau, không thể tách xa nhau được. Bây giờ tỷ dụ như chúng ta lấy len chúng ta đào một cái lỗ, thì chúng ta đào lên cái lỗ tự nhiên nó có hư không ở trong đó. Đây là nó cái tỷ dụ nha. Chúng ta đào một tấc thì có một tấc hư không, đào một thước có một thước hư không, mà trong lúc chúng ta đào lên đó chúng ta không thấy cái hư không chạy vào. Lẽ ra nếu cái hư không mà ở trong cái sắc rồi đất rồi sắc chất mà nó không có cái không thì đào lên nó không có. Thằng này hay đào lên là nó cái không. Vậy thì không và sắc, sắc và không nó dung thông với nhau. Giờ phút ở chỗ nào cũng có khắp giáp, chứ không phải ở một nơi có và cái nơi khác là không. Cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật có nói đó là sắc tức là không. Trong cái sắc đó nó có cái không. Sắc tức là không, không tức là sắc thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng khởi chi lượng, tùy nghiệp phát hiện. Vậy thì hãy chúng sanh mà vừa khởi lên cái gì đó thì bắt đầu nương cái đó mà phát hiện, cũng như chân tâm là trong sạch là không một vật, bổn lai vô nhất vật. Nhưng mà vì có một niệm, có một niệm thì sẽ nó có cái vật đối diện với cái móng niệm đó. Cho nên hãy có nhãn căn thì phải có sắc trần để đối lại. Nhưng mà hai cái này cũng từ nơi cái chân tâm, cái Phật tánh, rồi do nên một niệm vọng động mà khởi ra mà có. Cho nên nói các pháp thì do nên tâm tạo. Thì cái người mà chứng trở lại với sắc không rồi, ta biết cái tướng của sắc và cái tướng của không nó không phải là hai. Tại sao vậy? Là vì chỉ có cái người chứng đạo mới đạt được thôi. Chẳng những như vậy thôi, bởi vì nó có đủ cái nhân duyên. Bây giờ tỷ dụ như cái nữa cho dễ hiểu là nước nó cũng là cái hình tướng, nó thuộc về sắc chất, mà hư không thì nó là không. Vậy thì ở trong cái hư không này nó có nước cùng cấp. Nếu nói như vậy thì mình ở đây mình nằm ở trong nước hay sao? Mình ngồi ở trong nước hay sao? Không phải như vậy, mà là đủ cái nhân duyên thì nó tụ lại, nó có cái nước. Bây giờ chúng ta lấy một cái ly, chúng ta đựng một ly nước đá, chúng ta để lên đây, chúng ta lấy cái đồ ta đẩy lại, thì cái ly nước đá thì nước đá ở trong cái ly thôi. Nhưng mà một hồi thì chung quanh cái ly nó có ướt, nó nhỉ xuống, nó rỉ xuống, nó ướt với cái mặt bàn. Vì thì phải, đây không lẽ nước đá ở trong ly thì làm sao chảy ra được. Vì vậy mà nước đá ở trong ly là cái duyên để kết tụ lại cái duyên ở bên ngoài. Trong ngoài hư không nó có cái tánh nước sẵn, nhưng mà không có cái nhân duyên, nó không có tụ lại. Mà có cái nhân duyên cũng như đá trong như vậy, mà nước ở ngoài nó tụ lại. Thì vậy thì đủ cái nhân duyên thì nó có, còn không đủ cái nhân duyên thì không có. Như không chúng ta không thấy. Nhưng mà hãy chúng ta làm như vậy thì nó đủ cái nhân duyên rồi, thì tự nhiên nước, mà một cái ly để đây thì có một cái nước nó nhiễu xuống nó chung quanh cái ly này, rồi nó thấm xuống. Mà một cái ly khác để như vậy thì nó cũng có, để chỗ khác cũng có, để chỗ nào cũng có hết. Vậy thì ta biết rằng chúng ta ở đây cho thiệt ra cái sắc chất của nước và cái hư không nó hòa hợp với nhau, mà nó không có chướng ngại với nhau. Đó là đạt được cái lý trung đạo, không còn bị chướng ngại nữa. Vậy thì sắc không, không sắc là Đức Thầy đã đạt được cái Phật tánh, cái chân như rồi, Ngài biết rõ thế gian này sao rồi. Vì vậy mà tánh phàm không còn nữa. Cho nên từ cái tánh phàm mà đổi ra cái tánh Phật. Chứ chúng ta nói diệt hết cái tánh phàm mà có cái tánh Phật khác thì không bao giờ có. Tại vì cái mê lầm nhiều cách, cho nên Phật phương tiện nhiều phương pháp để độ thôi. Chứ đi thẳng vào ở trong cái lý của Đại Thừa Trung Đạo rồi thì chỉ có một tướng mà thôi. Nhưng mà hãy tùy cái nhân duyên nó hiện ra nhiều, rồi gom lại thì nó chỉ còn có một tướng. Cho nên gọi là nhất bản tán dạng thù, mà dạng thù quy nhất bản cũng là thế. Vậy thì hai chữ sắc không xin nhắc lại một lần nữa cho nó dễ hiểu là hễ mà đạt được cái lý sắc không, tức là trở lại với Phật tánh rồi đó, thì tánh phàm không còn nữa. Hồi trước cũng cái tánh đó, nhưng mà bây giờ cái tánh mê hết rồi, cái tánh phàm hết rồi, thì cái tánh đó trở lại với cái tánh Phật đó, chứ không có gì khác hơn. Không thể đi tìm ông Phật khác được. Cũng như sống ầm ầm, chứ thiệt ra sống đó chính là nước. Hễ có gió thì nổi sóng, mà không có gió thì yên lặng nó thành nước. Nhưng mà sóng và nước cũng đều là có cái tánh ước. Vậy thì cái tánh ước đó tức là Phật tánh. Còn sóng và nước thì do nơi cái động và do nơi cái tịnh mà có. Chứ Phật tánh nó không có động và không có tịnh. Tức là cái tánh ước nó không có động và không có tịnh. Nhưng mà nó tùy theo cái gió mạnh thì nó nổi sóng lên. Mà hãy yên lặng thì nó trầm xuống. Thì có lúc lên có lúc xuống.
là nó cũng gọi là vô thường, mà chỉ có cái tánh ước nó không có lên và không có xuống, không có động không có tịnh thì nó là thường, nó là thường tức là Phật tánh. Phật tánh tức là trở lại với chân tâm thanh tịnh chứ không có gì khác. Thì cũng cái tâm mình cũng vậy, lúc nghĩ phàm nghĩ thánh thì cũng cái tâm đó, lúc yên lặng thì cũng cái tâm đó, lúc vọng động thì cũng cái tâm đó. Cho nên Đức Thầy nói tánh phàm đổi thay là hết tánh phàm rồi mà bây giờ thay vào cái tánh Phật. Vậy thì ở đây nguyên một cái đoạn này Thầy nói về Thầy không, chứ không phải là cái phương pháp dạy cho mình tu tập. Nhưng mà tại sao ông Phật còn phải mắc nạn phần bị ta nói vậy, là vì chẳng qua tai ách những ngày nên phần xác thịt đọa đài trần gian, lìa quê tách bước xa ngàn gia đình chẳng nói còn ngàn chi ai, dốc tâm nguyện đến Phật đài hiệp cùng chư Phật độ thai chúng sanh. Vậy thì thưa với đồng đạo, chúng ta bàn như vậy thấy ra nó cũng rõ cái lý sắc không rồi. Thì cái lý sắc không bàn nhiều chỗ, nếu bàn tu tập thì bàn cách khác, nhưng mà ở đây không phải là cái pháp tu tập, mà nói muốn cho thầy cho biết là Đức Thầy chính là Phật đã đắc đạo được rồi. Vì vậy mà không còn cái tâm phàm tục nữa thì thôi ai nói gì nói mặc kệ họ. Cho nên ở trên đó ngài nói dài xuống nó với cái đạo thánh thôi mà người ta còn giữ cho nó tốt đẹp như vậy, hà tất gì đến cái đạo Phật là cái đạo siêu đẳng, cái đạo giải thoát con người từ nơi chỗ mê si thoát khai trí tuệ, trừ nơi chỗ sanh tử luân hồi đến cái chỗ an vui giải thoát. Cho nên theo lời của Đức Thầy nói, chúng ta bàn ở đây là bàn theo cái bài, bàn theo cái hoàn cảnh, rồi mới bàn theo cái văn tự. Chứ còn nếu mà bàn theo cái hai chữ sắc không không đó, thì quý vị bàn như thế nào cũng được. Còn bây giờ thì theo chúng tôi bàn đó là bàn y theo cái văn tự ở trong cái bài cảm tác. Mong rằng đồng đạo mình nghe qua cũng hoan hỷ. Và nếu mà thấy còn có cái gì hay hơn đó, thì xin góp ý vào cho đề tài được thêm sáng tỏ. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin trả mic cho ông Tư ơi.